Thằng Cò xin chào tất cả bà con mình nha. Thằng Cò đi quay hai cái nền này. Chủ đang giảm giá rẻ lắm nên thằng Cò quay cho bà con mình tham khảo. Một nền cặp cái vách này nè. Qua đây là 4,7 m, sâu tới dưới vách tường luôn á, sâu tới dưới á là 28 m. Cái nền này là đang chốt kèo có 1,4 tỷ thôi. 4,7 m nhân 28 chốt kèo 1,4 tỷ. Còn cặp vách bên đây là 8 m, 8 m nhân 28 là đang chốt kèo 2 tỷ. Đường này là đường nhựa này 7 m, đường Phước Toàn. Đất mình quay về hướng Đông Bắc nha, quay về hướng Đông Bắc. Đường này bà con mình đi ra quốc lộ 1A là tầm khoảng 3 cây số tới quốc lộ 1A. Là ngay cổng chào xã Phước Lợi á, là ngay chỗ Gò Đen đó. Ngay đường vô chợ Gò Đen đó bà con. Đất này là đất thổ cư nha, hai nền liền kề. Thổ cư hai sổ riêng luôn nha bà con. Đây đi thẳng là đi về 85C. Đi qua 85C là đi qua Phước Lợi đó, nhưng mà đoạn cuối này thì chưa có thông nha, nó đi ba gác thôi. Đất mình thì đất cao ráo. Ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha. Ai mua cái nền này á, ai mua nền này thì được chủ đất khuyến mãi cho cái khuỉnh trước đây nè. Khuỉnh này để trồng rau. Ở đây hồi đó đám ruộng người ta mua, người ta phân lô lên được 2 lô đó. Còn lại đất của gia đình người ta, các gia đình người ta để người ta xây nhà mồ ha. Kế bên thì người ta xây nhà mồ đó thì người ta che lại hết rồi. Bà con nào mua cái nền này thì nó xa chút xíu, mua nền này thì cũng cặp vách nha, có mấy ngôi mộ. Thì lý do là cặp mộ nên đất này rất là rẻ, tính ra có 12 triệu mét vuông à. Chứ nếu mà không có mộ thì khu này giá cũng tầm tầm là 15 triệu trở lên nha. 1 m² khu này á, một nền bèo gì bèo luôn, phải là từ 15 triệu trở lên, đất thổ số riêng nha. Còn lý do là phần đất này gia đình hồi xưa người ta chôn cất kế bên đó, rồi giờ người ta lên thổ phần này, ta bán rẻ cho mình. Chung cặp cặp vách có mồ mả thì giá đất hơi hơi rớt chút xíu, rớt cũng gần 3 triệu mét vuông. Đây cọc nè, cọc từ đây qua đó 4,7 m này qua đó nha, 4,7 m. Còn từ đây qua bên đây là 8 m nha. Đó, đất bên này 8 m. Cái nền 8 m này 2 tỷ nè. 8 nhân 28 2 tỷ. Ở đây thì cặp đây thì cống thoát nước đi ra kênh luôn nha. Đây, đi chút xíu tới cống thoát nước nè. Đây. Đó. Đó, bà con về đây mua thì thoát nước thoải mái luôn nha. Kế bên. Ở đây thì nhà nước mình chưa chưa có hệ thống thoát nước. Được cái bà con ở đây gần gần cái kênh này thì cũng đỡ nha. Đây. Kênh rạch này ra thoát nước bên đây nè. Nhà đây xài thì được cái có lối để thoát nước nha. Đó. Này đường thoát nước đi ra kênh Phước Toàn rồi đó đó. Lối này là đường thoát nước công cộng ha. Còn mai mốt thì nhà nước mình người ta có lộ giới đó, lộ giới vô là từ từ tim đường này nè. Tim đường này vô á là khoảng 15 mét á, bà con xây là mình mất khoảng 10 mét đầu rồi đó. 10 mét đầu là mình không được xây dựng, mình làm cái sân thôi. Đó, mình làm cái sân như đây nè, người ta xây người ta trừ cái sân nè. 28 mét nha, mình mất khoảng gần gần 10 mét đầu để mình làm cái sân. Còn mình xây khoảng 10 18 mét sau ha, 18 17 mét sau á. Rồi anh còn nói lại nha, 8 nhân 28 này này chốt kèo là 2 tỷ nè. 4,7 m nhân 28 này này chốt kèo 1,4 tỷ nè. Ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Cách chợ Gò Đen tầm 3 cây số nha. Rồi mọi liên hệ bà con mình alo cho Thanh Cò. Số điện thoại là 078 666 8368.